Các bạn thân mến, việc Việt Nam thông báo sẽ tự xây đường sắt cao tốc Bắc Nam đã khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao từ hôm qua đến tận hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một chuyên gia Trung Quốc phải lên một video thừa nhận rằng sức nóng của thông tin Việt Nam tự làm đường sắt cao tốc đang tràn ngập ở khắp mọi nơi. Chuyên gia này nhận xét, đây là một quyết định dũng cảm của Việt Nam. Tại sao chuyên gia này lại nói như vậy? Chúng ta cùng nhau theo dõi toàn bộ bài phân tích của vị chuyên gia này nhé! Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn về việc Việt Nam chuẩn bị tự lực xây tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc một quốc gia tự mình hoàn thành một dự án xây dựng đường cao tốc quy mô lớn như vậy sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và thách thức chưa? Theo các nguồn tin liên quan, Việt Nam đã quyết định tự xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Quyết định này đã thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng Trung Quốc. Kênh Summer từ Chiết Giang cho rằng, không có ai tài trợ tiền và công nghệ cho không cả, nên Việt Nam chỉ có thể tự mình tìm lối thoát. Từ bình luận này, chúng ta có thể thấy anh ấy đã có những phân tích riêng về lý do của quyết định này. Dường như anh ấy cho rằng đây là một lựa chọn không mấy dễ dàng của Việt Nam. Chuyên gia Hứa Bình từ Giang Tây lại vui mừng khi nghe tin này, vì anh ấy lo sợ Việt Nam sẽ đề nghị Trung Quốc hỗ trợ tài chính và công nghệ miễn phí. Điều này phản ánh mối quan tâm của một số người về việc bảo vệ công nghệ trong nước và lo lắng về việc bị lợi dụng công nghệ một cách không công bằng. Long Trấn từ Hắc Long Giang nhấn mạnh, phải bảo vệ chặt chẽ công nghệ và bí mật về đường sắt cao tốc của Trung Quốc, đề phòng gián điệp cả trong lẫn ngoài. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao về an ninh công nghệ quốc gia. Hoàng Phúc từ Quảng Tây còn kiên quyết phản đối việc Bộ đường sắt cao tốc chuyển giao công nghệ cao tốc cho Việt Nam, thậm chí coi việc này là sự phản bội quốc gia. Mặc dù quan điểm này có phần cực đoan, nhưng cũng thể hiện sự bảo vệ chân thành đối với tài sản công nghệ quốc gia. Từ những bình luận này, chúng ta có thể thấy mức độ quan tâm của cư dân mạng về việc Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt cao tốc và mối lo ngại về lợi ích quốc gia. Vậy tại sao Việt Nam lại muốn tự xây dựng đường sắt cao tốc? Việt Nam có thể đang cân nhắc đến nhu cầu phát triển kinh tế và hạ tầng của mình. Đường sắt cao tốc là một phương tiện giao thông hiệu quả, có thể thúc đẩy sự di chuyển nhanh chóng giữa các vùng và tăng cường giao lưu kinh tế. Đối với một đất nước dài và hẹp như Việt Nam, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam có thể tăng cường sự kết nối giữa hai miền và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đồng bộ. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này không hề dễ dàng. Việc xây dựng đường sắt cao tốc đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ, từ giai đoạn quy hoạch và thiết kế đến thi công và mua sắm, lắp đặt thiết bị, mỗi bước đều cần sự hỗ trợ tài chính to lớn. Là một quốc gia đang phát triển, nền kinh tế Việt Nam còn hạn chế, vì vậy việc huy động đủ nguồn vốn sẽ là một thách thức rất lớn. Về mặt kỹ thuật, đây cũng là một vấn đề quan trọng. Công nghệ đường sắt cao tốc liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn và công nghệ tiên tiến như kỹ thuật đường sắt, kỹ thuật điện, công nghệ truyền thông, v.v. Mặc dù Việt Nam có thể đã có một nền tảng công nghệ nhất định, nhưng để hoàn thành một cách độc lập dự án này, Việt Nam cần có những bước đột phá và cải thiện lớn về công nghệ. Thêm vào đó, việc xây dựng đường sắt cao tốc còn phải đối mặt với địa hình phức tạp và những yếu tố xã hội. Địa hình Việt Nam đa dạng, có núi, sông, gây ra nhiều khó khăn cho công tác thi công. Đồng thời, những vấn đề về giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân cũng cần được giải quyết hợp lý. Theo quan điểm của tôi, quyết định tự lực xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam là một quyết định dũng cảm. Điều này thể hiện mong muốn phát triển và độc lập của Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần phải nhìn nhận rõ ràng các thách thức đang đối mặt và xây dựng những kế hoạch phù hợp. Về vấn đề tài chính, Việt Nam có thể thử nhiều cách huy động vốn khác nhau như tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng nội địa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong nước và tìm kiếm hợp tác quốc tế để nhận hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế. Về mặt kỹ thuật, Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với các quốc gia và doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng đường sắt cao tốc. Thông qua việc nhập khẩu công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam có thể dần nâng cao trình độ kỹ thuật của mình. Trước những thách thức về địa lý và xã hội, Việt Nam cần thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và lập kế hoạch chi tiết từ trước. Trong quá trình thi công, chú trọng bảo vệ môi trường và duy trì sự ổn định xã hội là yếu tố quan trọng để đảm bảo tiến độ của dự án. Tóm lại, việc Việt Nam tự lực xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam chắc chắn là một chủ đề thu hút sự quan tâm rộng rãi. Đây là một quyết định quan trọng liên quan đến sự phát triển của quốc gia. Đường sắt cao tốc với tư cách là một phương tiện giao thông hiện đại và hiệu quả, có tiềm năng mang lại những ảnh hưởng tích cực không nhỏ đối với Việt Nam, một quốc gia có hình dạng dài và hẹp. Khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam hoàn thành, nó sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các vùng, tăng cường giao thương, thúc đẩy sự lưu thông nhân lực và tích hợp tài nguyên. Điều này sẽ giúp phá bỏ những rào cản địa lý, cho phép các nguồn nhân lực kinh tế di chuyển tự do hơn và từ đó kích thích sự phát triển của nền kinh tế, mang lại động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án xây dựng đường sắt cao tốc
cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và các ngành công nghiệp liên quan như xây dựng, thép, cơ khí, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao năng lực công nghiệp và kỹ thuật của Việt Nam. Đó là những chia sẻ của chuyên gia Trung Quốc này với dân mạng nước họ. Sau khi video này được đăng tải, thì đã thu hút gần 400.000 lượt xem và gần 2.000 bình luận. Đa số người Trung Quốc khó tin khi nghe được thông tin này và đặt câu hỏi liệu đây có phải là sự thật. Hiện tại công nghệ đường sắt vẫn chưa được chốt của nước nào, vì tất cả còn phụ thuộc vào bên nào đưa ra điều kiện chuyển giao công nghệ hỗ trợ ra sao. Điều này chứng tỏ rằng Việt Nam đang có nhiều lựa chọn, nhiều nước sẵn sàng chuyển giao công nghệ, nhưng Việt Nam đang tìm giải pháp nào có lợi nhất chứ không vội vàng. Thế nhưng dân mạng Trung Quốc đã gào mồm lên yêu cầu chính phủ của nước họ không được chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Sau đó là một màn khoe công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, nào là công nghệ của Trung Quốc hiện đại nhất thế giới. Chỉ có Trung Quốc mới làm được tàu chạy 350 km/h, thậm chí là 400 km/h. Vậy dân mạng Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thật tuyệt khi nghe tin này, tôi sợ Việt Nam sẽ xin tiền và sử dụng công nghệ của chúng tôi một cách miễn phí. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc Bộ Đường sắt Trung Quốc chuyển giao công nghệ đường sắt cao tốc cho Việt Nam, một sự chuyển nhượng sẽ bị coi là phản quốc. Bảo vệ các công nghệ và bí mật của đường sắt cao tốc, chúng ta nên đề phòng các gián điệp bên ngoài và bên trong. Trung Quốc có thể thở phào nhẹ nhõm, hãy để Nhật Bản, Đức và các nước khác làm đường sắt cao tốc cho Việt Nam. Chỉ cần Trung Quốc không tham gia thì sự nghèo nàn và lạc hậu của Việt Nam sẽ duy trì thêm 20 năm nữa. Điều này sẽ khiến họ không gây hại gì cho Trung Quốc. Tôi tin rằng Việt Nam chắc chắn có thể làm được, điều kiện là phải có vốn, công nghệ và mọi thứ, xin chúc mừng. Họ cho rằng Trung Quốc làm được thì Việt Nam cũng làm được, nhưng khi họ bắt đầu làm thì họ sẽ biết rằng công nghệ cần phải tích lũy chứ không thể gõ đầu là làm được. Với việc mở tuyến đường sắt miền Trung và miền Tây ở bán đảo Đông Dương rất quan trọng với Trung Quốc, còn tuyến đường sắt phía Đông không có ý nghĩa gì đối với Trung Quốc và hoàn toàn có thể gạt Việt Nam ra ngoài lề. Nói một cách thẳng thắn, tuy chúng tôi đã xây dựng đường sắt cao tốc của riêng mình, nhưng chúng ta học hỏi và bắt chước từ các nước khác và cuối cùng đã đạt được thành công. Tôi phải khen ngợi Việt Nam vì họ dám làm. Trung Quốc sẽ không chuyển giao công nghệ. Làm sao các quốc gia khác có thể dễ dàng có được công nghệ mà Trung Quốc huy động nguồn lực cả nước để nghiên cứu? Tốt nhất là tự mình xây dựng nó, tôi không nghĩ sẽ có ai giúp anh ấy xây dựng nó. Sau khi khai trương tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc-Lào, quy hoạch tuyến đường sắt phía đông của Việt Nam không có ý nghĩa thực tiễn đối với cách bố trí của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Nếu không có tiền, bạn có thể đợi và nhờ Ấn Độ, quốc gia hùng mạnh nhất châu Á hoặc Hàn Quốc, một quốc gia phát triển. Việc các công ty Trung Quốc không tham gia vào đường sắt cao tốc của Việt Nam là lựa chọn sáng suốt. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chuyển giao công nghệ đường sắt cao tốc. Việt Nam sẽ là đối thủ mạnh trên trường quốc tế trong tương lai. Chỉ muốn chuyển giao công nghệ với số tiền hơn 60 tỷ nhân dân tệ thực sự là một tính toán hay. Trung Quốc không nên can thiệp vào việc của người khác và nhanh chóng xây dựng mạng lưới đường sắt và cảng mới ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar. Điều đó có tuyệt vời không? Việt Nam có thể xây dựng được trong vòng 20 năm, rất tốt. Lý tưởng thì phong phú nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Với trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ luyện kim, thép, vật liệu đặc chủng và kỹ thuật xây dựng đường sắt của Việt Nam, về cơ bản không thể đạt được khả năng tự lực cánh sinh. Về việc chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc và kỹ thuật xây dựng đường sắt, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Hàn Quốc đều không có công nghệ cao tốc 350 km/h đang vận hành. Chỉ duy nhất Trung Quốc có công nghệ này, thậm chí đã có công nghệ tàu cao tốc với vận tốc thực tế tối đa 400 km/h. Tóm lại, không ai dễ dàng chuyển giao công nghệ, nếu có chuyển giao thì cũng không phải là công nghệ mới nhất và phí chuyển giao chắc chắn không rẻ, mọi thứ vẫn là ẩn số. Nghe giọng điệu này, chừng nào nước ngoài không tặng miễn phí công nghệ đường sắt cao tốc thì đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam sẽ không được xây dựng. Hãy để người Nhật và Ấn Độ giúp Việt Nam xây dựng đường sắt cao tốc, Trung Quốc chỉ cần giúp Lào, Campuchia xây đường sắt cao tốc là được. Tôi sợ rằng các doanh nghiệp nhà nước thiếu não của Trung Quốc sẽ làm nhà thầu ở Việt Nam, tấm gương của Ấn Độ vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Việt Nam yêu cầu chuyển giao công nghệ đường sắt cao tốc, chắc chắn là tiết kiệm chi phí nhất. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ chuyển giao công nghệ? Nhật Bản sao? Hãy mơ đi! Trung Quốc thì sao? Việc Việt Nam tự xây dựng đường sắt cao tốc thực sự là điều tốt cho Trung Quốc. Mặc dù tôi không lạc quan rằng nó sẽ thành công, nhưng Việt Nam sẽ rơi vào vũng lầy nợ nần nếu làm như vậy.
Nếu một quốc gia không thể tự sản xuất được xe máy và ô tô, nhưng nhảy ra xây dựng đường sắt cao tốc thì kết quả sẽ có trong một vài năm nữa. Đó là những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.